mà nghe thầy đọc vậy, thấy anh em thấy là lạ, ngơ ngác nhìn nhau, không biết là sao đây. Khi nhìn qua nhìn lại thấy ai đọc hết rất là kinh. Lúc này thầy mới nói gì lên, nhờ ra làm sao thành thân đọc theo đạo đức bởi lòng thành tín nghiệp. Sau khi mà nghe bà con đọc lại cái đức thầy mới đứng dậy, thầy vừa mỉm cười và thầy mới nói: bà con biết tôi đọc bài gì không? Thì tất cả đồng thanh thưa và bạch thầy, tụi con không biết. Cái thầy mới nói tiếp: ủa không biết sao đọc theo tôi? Cái thầy cứ lúc nào anh em đồng đạo nói: dạ thưa thầy, thầy bảo rằng thầy làm sao làm y vậy cho tụi con dám cãi. Thì thầy mới nói với thầy nói tiếp: bà con có biết cái bài vừa rồi tôi đọc là cái bài nguyện bên đạo cao đài. Cái anh em đồng đạo như thế này là cảm thấy là lo sợ rồi. Sau đó bằng cái nét mặt nghiêm nghị, thầy mới nói tiếp: tôi dạy làm y theo tôi là làm theo giáo lý của tôi, chứ nào có dạy làm theo tôi. Nếu như bây giờ Đức Phật Thích Ca hiện xuống và bảo các người làm sai chân lý, các người có làm không? Lúc này anh em đồng đạo đồng thanh thưa và bạch thầy thưa không. Thì lúc này Đức Thầy mới dịu giọng lại, thầy nói là: ừ, vậy đó. Nếu như sau này có ai giống như tôi và tự xưng là tôi bảo bà con làm gì, bà con cũng đừng có dội tin mà làm theo. Hãy suy xét cho kỹ lời nói ấy, việc làm ấy có đúng theo chân lý hay không. Được như vậy thì mới gọi là làm tin, còn nếu không đó là mê tín. Đó là cái mọi chuyện hay dạy cho những anh em đồng đạo có mặt ngày hôm đó, nhưng nó cũng là lời dạy cho tất cả tín đồ cho chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý đồng đạo, ngày hôm nay thầy xa đến tín đồ, nhưng mà trong khoảng thời gian Đức Thầy còn hoàn pháp độ sanh, thầy đã tiên tri trước này sẽ có thời gian ngày xa đến tín đồ rất lâu. Và trong cái khoảng thời gian đó, đệ tử của mình sẽ gặp được muôn vàn khó khăn trên con đường tu hành. Không những khó khăn trên con đường hành đạo mà ngập một những cái khó khăn, những cái cám dỗ của cái đạo bài. Cho nên thầy dạy hay cũng có chỗ hay lại rằng: các đạo bài ngu khéo âm thầm, dương đánh đánh kẻ lăn mà khổ, chúng nó xuống khuyên thanh nhiều chỗ, dùng phép màu là mắt chúng sanh. Ai tham lân theo nó tập tành, sai cả lại khó mong xót xót. Đúng như vậy, ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng những cái lời dạy nó, những cái lời dạy nó, nó hiện hiện trước mắt chúng ta. Bao nhiêu mối đạo ra đời, và dùng cái hình thức này, hình thức nọ, cái nội dung này, nội dung kia để mà khuyến rũ, để nâng dựa chúng ta. Cũng có anh em đồng đạo chúng ta bởi vì dễ tin mà thiếu trí, có tâm nhưng mà thiếu trí, cho nên rất dễ làm lạc vào lẽ bà, rất dễ bị lợi dân cám dỗ. Còn đối với những thầy đệ tử mà chúng ta đủ trí tư, chúng ta tin theo lời thầy dạy, thì dù xa giáo thầy nhưng chúng ta vẫn luôn là tiến tu. Cái lời dạy trên đây đó là một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời nhắc nhở chúng ta trên con đường hành đạo. Mặc dù ngày hôm nay thầy xa giáo, nhưng mà thầy đã dạy chúng ta những cái lời dạy đó như một cái người cha trước khi xa giáo nhà để lại cho con mình. Sợ làm theo giáo lý của thầy, chỉ sợ rằng chúng ta lạc đường mà chúng ta không biết. Nếu chúng ta lạc đường mà chúng ta biết đường quay về là tốt, nhưng mà nếu chúng ta lạc đường mà chúng ta thì ngay như vậy, như con biết này xóa lại cả mình đi theo những cái con đường khác, chứ con đường tu hành của mình bỏ, chứ một ngày kia mình đi theo cái này người khác thì như mình cảm thấy tiếc. Nếu cái chỗ thầy dạy như thế này, đừng bãi đâu tin bướng cái càng làm như muội đò thân ủ kiếp. Con đường tu hành tin tấn ôn vậy đó, tự nhiên cái nghe các cái đạo pháp người ta tu khéo, người ta chiêu dụ sao cái bên người ta đi theo, thì biết ngày nào mình trở lại một con đường cũ, biết ngày nào mình làm được thành tổ của mình, cho nên tiếc lắm.
con này. Không thiếu thứ cho tên này mà là Phật đâu. Cứ bảo hai cũng hay hay, rồi cũng cấp kỹ lắm, cũng rất là thông cảm, rất là dễ. Nhưng mà lúc đó là chưa tin. Cũng lúc đó là nghĩ là nghe thì hay, đọc cũng thấy hay, nhưng mà không nhắm. Bỏ một ngày kia, cô đang là cái bạn đọc tự nhiên thấy con đọc là thêm bố cái cháu này người Đức Phật đang đi đàn nữa. Chứ có thấy của sao hai ông Phật dạy giống nhau quá vậy? Cái tự nhiên trong lòng mình khởi lên cái lòng là một cái niềm tin đó. Cái lời thứ này mình nghĩ là ai trên đời này có ông Phật, từ từ lúc nào giác ngộ lên vậy đó. Thì là bắt đầu cái lòng tin mình được tin 48 của đại nguyện Đức Phật A Di Đà, tin rằng khi chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì ngày kia Đức Phật sẽ rước về Tây Phương. Nó bắt đầu đọc lại chân lý, đọc lại những cái lời thầy dạy, nó đúng theo cái chân lý của Đức Phật, của Phật Thích Ca, thì đối với Phật A Di Đà. Thì lúc đó trong lòng mình giống như là mình tự ngộ ra vậy đó. Và tự nhiên từ lúc đó là con tự ăn chay, tự niệm Phật, tự cúng lại, tự quy y tất cả, tự mình làm hết vậy đó. Thế con mới nghĩ là nếu như á mình tin lời người khác, nghe người ta nói hay chẳng hạn mình sẽ làm theo, nhưng mà nếu như mình chưa thật sự hiểu chân lý, bởi vì chân lý nó là không bao giờ là gì hết. Cho nên nếu như mà mình nghe người khác nói mình làm theo mà mình chưa có đủ niềm tin, mình chưa thật sự hiểu, thì một ngày kia cái lòng tin mình rất dễ bị lung lay. Nhưng nếu một khi mà mình đủ cái niềm tin rồi, cái niềm tin son sắt kiên trinh chặt chẽ rồi, thì dù khi mà đã tin được rồi thì dù lúc đó có ai chăng nữa, nó ngã đứng nguyên chăng nữa, thì lòng ta vẫn giữ vững cái quyền ba chân. Vì cái câu nói thật này, ví dụ như mình tu này, có một ngày kia có một ai đó mà y như là hình dáng của thầy vậy đó, đi ra với thầy hiện ra trước mặt mình và nói là thôi các con đừng ăn chay nữa, không cần niệm Phật nữa đâu, không cần làm bài nữa đâu, ta sẽ đổi cho các con bắt quả này. Đồng đạo mình có làm theo không ạ? Đúng rồi. Nhưng con nghĩ nếu lúc đó mình không đủ trí tính, mình có tâm mà mình thiếu lòng tin, có khả năng mình số người sẽ làm theo. Cũng giống như hiện nay một số người vì có người này xưng là cô là thầy với sư phụ này, mà có người đi theo, đó là bằng chứng chúng ta thấy. Cho nên khi mà nghe nói như vậy, chúng ta phải xem là cái lời nói ấy có đúng theo giáo lý của thầy không, có đúng theo chân lý mà thầy mình dạy hay không. Mình hãy dội chứ đừng có dội tin. Bởi vì khi mà đã tin rồi, chúng ta làm lạc rồi, chúng ta khó vòi vòi trở lại lắm. Cho nên là con nghĩ ngày hôm nay chúng ta là những thế hệ đi sau, chúng ta không được có cơ duyên được gặp mặt của thầy mình. Tuy nhiên chúng ta có một cái kho tài trong tay là cứu cứu thi danh giáo lý. Đây là cái kho tài có bảo, chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải trân quý, chúng ta hiểu, chúng ta nắm để chúng ta làm theo. Đặc biệt khi chúng ta làm, mặc dù thầy có mặt ở đây, nhưng mà lúc nào thầy cũng có bên cạnh đệ tử. Như lời thầy dạy rằng, tuy là hậu ảnh vô hình, chớ xưng là tử, chớ nhân lòng tử xưng tình lão lai. Lúc nào thầy có bên cạnh chúng ta hết, chúng ta yên lòng để làm điều đó. Thưa thưa quý đồng đạo, thì cái mọi chuyện trên đây con nghĩ đó là một cái lời nhắc nhở, cái lời dạy. Khi mà con đọc cái mọi chuyện này con thấy thấm ý lắm. Tại vì đôi khi mình trên con người thương của mình á, tu hành cố gắng làm sao gắn thêm cái giáo lý của thầy đừng nghe hết á, mà khi có nghe người ta nói cái gian nữa cũng xem người ta nói có đúng theo giáo lý của thầy mình hay không, mà hãy tin. Vì mình cứ làm, cứ lúc nào mình làm được thì có thầy ủng hộ. Và con cũng cần chúc cho tất cả đồng đạo mình chứ có người tu hành luôn đạt được những cái thuận lợi. Mặc dù mình biết người tu là những người trong đời mà gian nan lắm, ông người cũng cho người hành đạo mà, cái người hành đạo đi ngược dòng đời. Nhưng mà con cái vậy đó, nó bơi theo dòng nước thì rất là dễ, chứ không có ngược.
tử của Phật, là chiến sĩ Như Lai, chúng ta không sợ. Chúng ta chỉ sợ là chúng ta lạc đường thôi. Cho nên là chúng ta là đệ tử của Thầy, là con với cha mình trở lại sẽ đi tìm mình. Đúng với đồng đạo. Thì trước khi dứt lời, con cũng cầu chúc cho tất cả quý đồng đạo mình thân tâm thường an lạc trên con đường tu hành, đạt được nhiều, được duy nhân, may mắn và toàn quả được thiên thành. Một ngày kia thì gặp Thầy tổ mình nơi chốn quay đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Nhưng mà bắn xuống cái chạy mất tiêu trên mình. Cái hồi đó là thầy nói là theo giáo lý, chứ sau này thầy đi sao theo sao thầy được. Mà mình theo giáo lý, nhưng mà nghe ai trên thầy cũng nói là các chúng sanh nghe rồi nhưng mà xin cho đường sẽ hiện minh. Tại vì người cũng giải thầy nhiều lắm, thì mình làm mình cũng thấy chết. Thì vậy tôi chương trình là tử thần gì hả? Quý vị đồng đạo, ngày sức cầu an và cầu nguyện á, thì ra gặp chú Hai Lộc, quý sức cầu an cầu nguyện. Thì tiếp tục chương trình là tới phần đọc thi văn giáo lý. Phần này kính mời đồng đạo Hồ lên đọc tiếp cái bài về nhân đạo. Kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Di Thế Mẫu.
Tưởng nhớ được thằng
Nó đậu đi sao? Nó gì đấy,
bây giờ đó đến thần á để cầu an, cầu nguyện cho người chết, cầu an cho người bệnh. Vậy mà tất cả đồng đạo để làm nghi thức để cầu nguyện và tất cả hướng về chủ quyền đồng đỉnh ba sát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hướng về tam bảo tài chân dung đức thầy đồng đỉnh ba sát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả quý đồng đạo thay ra bên ngoài đồng đỉnh và đến phần đây là phần duy nhất và đến phần cầu an cho người bệnh. Mời tất cả đồng đỉnh ba sát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả hàng quỳ và đưa hương lên trán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Ngâm Non Bãi Núi Cảm ứng Chứng Minh. Nay chúng con thành tâm cầu an cho người bệnh. Một Quỳnh Thị Tiết Mai, Võ Thị Mai Anh, Hồng Thương Thảo, Nguyễn Thị Mắn, Ngô Văn Đeo, Trần Thị Rết, Lê Thị Cưng. Nhờ ơn Đức Phật Đức Thầy đem qua chân vị và hộ độ cho bệnh nhân sớm giải thoát quả căn, tiêu tai chướng nghiệp bệnh tật, tiêu trừ và tỉnh tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả đồng chúng lên xa một sáng chấm hương. Nam mô A Di Đà Phật. Nhan đã đóng xong, mời quý đồng đạo tỉnh xá một sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Và quỳ chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thôi, chúng ta chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thôi, chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thôi, chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thôi. Bốn lại đã xong, mời tất cả đồng đứng lên xá thẳng dưới giữa. Nam mô A Di Đà Phật. Xá bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Xá bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Phần cầu an đã xong, đến phần cầu nguyện cho người chết. Nguyện nha. Mời tất cả hướng về Bàn Thông Thiên, niệm xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả đồng quỳ và đưa tay lên trán đồng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho người chết là Nguyễn Văn Giúp, Nguyễn Khải Bình, Trần Văn Vũ, Trần Hồng Liên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh, được xót cho chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc.
lại Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn lại đã xong, mời tất cả đồng đứng lên. Sát thẳng Nam Mô A Di Đà Phật. Sát bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Sát bên phải Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Và sàn sát phía giữa để làm lễ tắc xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và mời quý đồng đạo quay vào bên trong. Kính Vũ Quyền ba xá Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính Tam Bảo Phật Đà Địa Chân Dung Đức Thầy Địa Đồng Ba Xá Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý đồng đạo, cái buổi cầu hòa an cho người bệnh và cầu cho người chết đã viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tập chương trình thì vẫn chưa cái mời chú Tâm. Vậy ta làm trình là gì cũng chưa cầu cho ba tấm sớm được tu hành. Mời chúng ta hướng về ba quyền thất tổ đồng kính ba xa. Mời tất cả chữ gì ra làm quyền khỏi hương quyết kính dân hương trước cụ quyền cầu trên thất tổ chính đồng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật ký dốc tu hiền tạo phước duyên đồng sáng một sáng đứng lên và chắp tay mình có đầu tiếp. Cuối đầu lại là tổ tâm báo ơn sinh dưỡng về công nhập ngàn. Đại con xin giữ đạo hành tu cầu công tổ siêu thân Phật đài. Nguyện làm cái đẹp mặt mày thốt nơi khổ hại y đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn diễn bền tổ tu xá lễ đạt bốn lần. Thành tâm lễ đạt. Chưa lên. Thành tâm lễ đạt. Thưa lên. Thành tâm lễ đạt. Và lòng thành tâm để lại rồi bốn lại gì xong mọi thứ lên xa thẳng ba xa mà đã hướng về Tam Bảo đồng kính ba xa và y trước mở tay quỳ chấp tay trang thành tâm đọc bài quỳ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Hoa Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơ Thần Chư Vị Tam Non Bảy Tướng Cảm Ứng Chí Linh. Nay con nguyện cải hối ăn năn là mà đứng giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo sáng của tên. Và các tay được ta đọc tiếp bài ngũ nguyện cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Dứt Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Đi Qua Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Thủ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tài Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu ba tấm dạng nhân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử thiên tai tình sự trí huệ thông minh gian đắc đạo hòa quỳ xuống để làm tại Phật cũng làm chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên và đồng Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bốn đàn xong mà thân lên xá ở giữa hai bên Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời tất cả chúng ta đồng xe ra sau lưng hướng ngồi chánh thi đồng kính ba xá. Dạ mời ta quỳ thay hương các tay chán thì tâm cùng tập lệnh đi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Tụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Loan Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, Nay Con Nguyện Cải Hối Ăn Năn, làm lành đứng giữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật Đạo, đồng xá đồng ý. Và chắc tay được lập biết. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chư Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Tổ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Dạng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Dạng Chân Từ Tâm Ba Ái Giải Thoát Tê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Thiên Tai Tình Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả Xá Lệ Lạc. Bốn năm chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên dạ Nam mô A Di Đà Phật. Bốn lại xong mà tấn lên xá ở giữa thế vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà tôi xem bên trong. Và hướng thứ nhì ngôi thông tin đồng kính ba xá. Và chắc ta được ta đọc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chư Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Nguyện Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Dạng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Dạng Chân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Thiên Tai Tình Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả Xá Lệ Lạc Chúng Sanh. Xin ông đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Giờ bốn đại xong mà tới đây xá y chứng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà nó sẽ được đá. Và hướng thứ ba ngôi thông thiên đồng kính ba xá. Và chắc ta dùng ta đọc của Nguyện Cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chư Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Nguyện Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Dạng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Dạng Chân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tình Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả Xá Lệ Lạc Chúng Sanh. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Trời bốn lần xong mở ra lên xá y chức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời các chúng ta đồng xe sau lưng. Và hướng thứ tư cũng là hướng sau cùng đồng kính ba xá. Và các tay hướng ta đọc bài của Biển Cầu. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dư Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Nguyện Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu
phục mẫu tại đường Tam Long Phước Thọ, phục mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam mô tứ nguyện cầu bát thánh dạng dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tình sự trí huệ thông minh giai đắc đạo lạ đồng sáng để lại tốn lại chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, dạ Nam mô A Di Đà Phật. Và bốn đại vừa xong thôi ta đã đứng lên xá ở giữa Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời tất cả chúng ta đồng xe ra ngoài công thiên làm nghi thức đồng kính bàn sao. Mời chúng ta đồng xe ra trong hướng về ngôi của quyền thất tổ đồng kính bàn sao. Mời ta hướng về Tam Bảo Phật Đài trên dương Đức Thầy đồng kính chung ba sáng. Và buổi cũng chưa xong, mời cả làm sau cùng là nghi thức tế mạc của niệm Phật hôm nay thì cứ mời chư vị đồng đạo hướng về của quyền thất tổ tỉnh lệ ba sáng. Dạ xong, hướng về Tam Bảo trên dương Đức Thầy tỉnh lễ chung ba sáng. Dạ trong sông cứ mời đồng đạo sẽ hướng ngôi thông thiên, hướng tâm về ngôi thông thiên tỉnh lệ ba sáng. Và cái màu dùng đạo xây dựng chân hướng về nét linh cố đức ông đức bà nhà nghỉ sinh tiền đồ đạo pháp quốc gia tộc một phút tưởng niệm. Và một phút tưởng niệm xong chúng mời quý vị đồng đạo làm giải đi từ từ và sau cùng cầu chúc cho quý vị đồng đạo tha thân thường an lạc và lõa xuống nhiên thành tu học đến ngày thành công viên mãn. Và sau cùng dùng cơm chưa xong thì chúng mời quý vị đồng đạo tập trung lộng áo nhanh vậy và chúng mời quý vị đồng đạo làm cái lễ. Cái gì vậy? Cái gì mà mới gặp là đổi qua cái gì đạo này cũng thông báo từ sau là không có cái chuyện bên thầy cũng không có chia sẻ gì hết. Từ sau là chương trình độc giảng đặng đặng tìm những cái giọng mà đọc đăng ký anh đang mong cái gì mình đạo mà có cái giọng giảng rồi đó cũng từ sau thì em đọc xong là không thì đến trình đọc giảng xong.